Hello anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em thay kính Xiaomi siêu dễ nhé. Cây mình đang cầm đây là Xiaomi Note 5 này. Mình test sơ qua các chức năng của nó. Rồi, tắt nguồn, tháo máy nè. Con này thì tháo lưng sau ra anh em. Tháo lưng sau của nó là ok thôi. Rồi, phản ốc vít ra này. Tháo pin nhá. Đây là cam màn hình của nó này. Anh em tháo phía trên nhá. Tháo phía trên ra tại vì cáp nó nằm ở phía dưới. Đấy, đã tháo xong. Rồi, mình đặt lên trên để nhiệt. Mình cắt kính ra. Đây là keo nó, mình tiến hành vệ sinh keo này. Keo nó thì rất mềm nhé. Anh em có thể kéo hoặc là lấy máy. Rồi nắp và sườn, lấy 530 và chùi thôi. Chùi nhẹ nhẹ là nó đi hết keo. Anh em tiện thể vệ sinh sườn luôn nhé. Mình tiến hành vào kính nhé. À, vào keo cho kính. Rồi, vào kính ở trên màn hình nào. Vệ sinh sơ qua cho sạch sẽ, bóc kính cho vào. Ok, ép chân không. Sau khi hấp xong thì là kính nó đã hết bọt. Anh em lấy B7000 dán quanh sườn nhé. Lắp lại các linh kiện của nó nào. Rồi, ok, bật nguồn test lại. Anh em có thấy dễ không ạ? Quá là đơn giản luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé. Chúc anh em thành công. Đây là số điện thoại liên hệ bên mình. Cảm ơn anh em.